Lincoln 650S Liberty Quốc. Thì sau nhiều năm thì lần này là quay lại để mà cho nó đặc biệt hơn xíu nữa. Xe này đẹp nhất chỗ nào? Cabo. Cabo hả? Thích Cabo. Nhìn giống B1. Mắc rành B1. Carbon chính hãng của Liberty Quốc. Rắp tay độ cách đây 6 năm rồi. 4 năm. Carbon cũng còn rất là trong. Mấy xe này nó bằng tay đó, để tay lên là tự động lên. Huy là một người rất là yêu xe cho nên là rất là khắt khe về mấy cái chi tiết trên xe, mà sau khi nhiều năm quay lại soi rất là kỹ. Các bạn mình thánh soi. Bây giờ tới khúc mà anh Nguyên nghiên cứu tiếp. Thì xe này cũng lâu rồi nên anh Nguyên cũng hơi quên. Xe này ghế dữ ghê. Xe này có hai cánh gió luôn. Xe này đang gắn đó là bo IBE. Có lẽ là xe này đã thay bo khác rồi. Nguyên bản khi mà Liberty Quốc qua đây qua Việt Nam độ thì là bo của nó sẽ là bo FI Exhaust. 650S là quá dễ đối với Huy. Thì cái bo này nó cũng khá là đơn giản, không có gì gọi là phức tạp. Xe đã được thay sẵn cái bộ phận đao bay rồi. Bây giờ chỉ cần nâng cấp một cái ống xả mới với một cái diện mạo mới để mà level up chiếc xe này. Đây là bộ sẽ lắp cho 650S lần này. Hai ống xả nó sẽ hướng lên phía mặt trên của chiếc xe chứ không phải là ra phía sau đuôi như bình thường. Nó còn bên này không? Anh lấy xuống không? Bây giờ coi là giờ chỉ cần cho cái bánh của nóc này xoay cho nó rút cái này xuống đây, xuống đây nó mở sâu lắm, to xuống đây nó mở những cái con phút rồi tới đây, tới đây cùng đây nhập cái này, cái này xoay chuyển nó. Thì xe cũng sắp hoàn thiện khoảng 70%, 30% còn lại ở trên phần nắp máy này. Huy đang thay cái bộ phận ốp bằng carbon chung với lại bộ bo, thay thế phần zin carbon.
carbon rất dày. Rồi, nhét với con. Gập xương rồi. Không thể đóng được. Hiện tại nó đang bị cấn. Đây, đây là cái tiếp bô. Ngày đầu tiên mới làm mà anh Huy. Ừ. Chuyến ngày đầu tiên, như thế giới thì mình có 2 chiếc bô nè. Bây giờ phải giải quyết cái vấn đề là làm sao để đóng được cái nắp này xuống. Quá. Thì cái bát bô nó có thể tăng đưa được cái khả năng sẽ chỉnh nó xuống xét cái carbon sao luôn rồi. Như trên hình là cái co của nó là nó sát cái miếng carbon nó anh dần thích kiểu vậy nó đẹp. Mỗi cậy đi. Không, cái này mình có thể chỉnh xuống được không mà. Chỉ xuống. Nên là chỉ để thôi. Rá. Nó chỉ vừa bằng cái miếng này. Đúng rồi, nó vừa bằng cái miếng. Lúa. Nó còn khúc gì. Mình sợ nó, mình mà sợ nó vô cái canh gió thì mình xoay cái đầu kia quay lại. Như vô cái cày. Phải đâu vô cái cày. Nó là một cái con. Như vô cái cày. Mấy khúc này phải nhờ Huy. Nhờ Huy mới có thể được con việc. Con trên trước. Con trên khó là bắt con chơi trước, ta đang mệt. Con trên con dưới như nhau nhưng con trên ta đang kéo xuống rồi bắt trên cho nó cố định lại á. Dưới bắt nhẹ nhẹ được. Trời ơi. Còn lửa khó bắt trước không à. Ủa trên nó cứng rồi dưới. Nói chung là hai kỹ sư này là với nhau cũng vỏn vẹn hơn 5 năm rồi nhưng mà vẫn chưa có gọi là ăn ý lắm. Nó thầy tao đấy ta. Sự thương nào đúng không? Anh giám đốc. Đến từ. Rồi đút vô bạn. Lên lại. Là. Lên lại đi coi đúng không? Nó bị gãy cái ngà máy thì cái. Trời đất ơi. Chết. Thì nó mới nóng được. Nóng cũng sao tại vì cái này là bằng máy KBK mà. Suốt ngày nữa. Nó sát ở bộ kia đúng không? Sát nhỉ. Cái phần này nó sát lắm luôn. Đó, bây giờ là sẽ nhả cái phần khúc nối để mà có thể hạ xuống được là thêm một phân nữa. Đó. Nó cao. Nó đụng ở dưới. Giờ đụng chấp nhận đụng ở dưới, hai cái chấp nhận cái. Xuống. Thứ chứ. Đạt chưa? Nó quá. Nói chung là cũng chỉnh 47-49 lần cũng gọi là vừa ý. Nhìn đúng gấu.
thì hì hục 2-3 tiếng. Thì cuối cùng anh Nguyên cũng với Huy cũng đã lắp xong cái bồ. À, nhìn cái góc này wow, rất là gấu luôn. Nhìn tổng thể từ phía sau thì cái xe rất là đẹp. Bây giờ cộng thêm cái bô nó hướng về phía trên nữa. Có nước chấm. Yeah, we're